Chào các bạn và các anh chị Có cái trường hợp như thế này này Hiện tại công ty tài chính ấy, Nó thật sự là nó quá lộng hành rồi Nó kể cả vì một vài cái ngân hàng nhé Tôi không chỉ đích danh Chúng ai thì chúng Bây giờ người dân ấy là họ vay tiền họ không có khả năng trả Thế nào Họ không sử dụng phương án pháp luật mà đòi nợ Mà họ dùng cách thức của giang hồ Xuống nhà dọa nạt Đăng hình đăng ảnh Thì sáng nay có một chị có gọi điện cho tôi Thì chị này bảo là bây giờ ông ơi có làm đơn xin được không Nó manh động quá Tôi bảo là Thế bây giờ chị ở trọ hay ở nhà Chị bảo chị ở trọ Thì tôi nói thẳng luôn Tiền thì mình vẫn trả Nhưng mà chúng nó làm như thế Thì tôi nói thật sự là tạm lánh đi Tôi đã khuyên hai vợ chồng đấy cùng mấy đứa con Chuyển sang khu trọ khác sống Tôi không biết là bà con suy nghĩ như thế nào Nhưng mà hiện tại để đảm bảo cái tính mạng cái đó, Người ta xuống người ta làm rầm 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 Thậm chí là ném gạch vào nhà Tôi tư vấn hai vợ chồng trong đêm 2 giờ sáng Tạm thời bỏ đi ra một cái khu khu vực khác sống Điện thoại sim vứt hết Khi nào làm đủ tiền Quay trở lại trả hoặc là ít nhất là được 1 phần 3 tiền Quay trở lại tìm tôi Tôi sẽ làm việc với bên kia Tôi không biết là tôi làm như thế có đúng không Nhưng mà uh, thực sự là tôi nói được cái câu này ra Tôi bảo người ta trốn ấy Tôi cũng tôi thực sự là tôi cũng cảm thấy là hết cách với họ rồi Mấy cái đối tượng kia ấy, thì xuống lúc 2 giờ sáng 3 giờ sáng Nhà ở đây đi báo công an Thì công an bảo là chưa có vấn đề gì Nên là chưa làm gì được lúc nào xảy ra rồi đâm chém rồi đánh nhau rồi gọi công an công an mới xuống mới có cơ, cơ cơ, cơ sở để xử lý thậm chí là công an còn bảo là họ là thôi đi trả tiền tiền đâu mà trả đấy nên là tôi bảo gia đình đấy bỏ đi chỗ khác mà sống rồi thì tương tự thôi nếu như anh chị nào mà đang nợ tiền người ta xuống người ta làm trời làm đất vi phạm pháp luật liên hệ cơ quan chức năng mà không được giải quyết thỏa đáng thì thôi tối hai bây giờ sáng rén 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 ôm hết đồ đạc sang khu vực khác sống sim số ném mẹ xuống sông sài gòn ấy đi kiếm sim khác mà sống và lưu ý này, đi làm mai mốt làm chỗ nào đừng có đăng ký bảo hiểm. Nó thông qua bảo hiểm ấy, đấy thật sự anh chị, nó tìm thấy anh chị đấy. Rồi điện thoại các anh chị gọi trong danh bãi thì hạn chế một chút để ý. nói chung là mình lên núi mình ở, khi nào có tiền mình quay trở lại mình trả. Đấy tôi tôi giờ chỉ còn cách này thôi, không? Đấy tôi bà con thế. Còn tôi cũng khuyên này. Đây là tôi khuyên những người mà mà chậm rồi tìm đến tôi, còn những người mà chưa chậm ấy, những người mà chưa chậm ấy, những người mà chuẩn bị sắp tới mà chưa có tiền trả này hoặc là mới bị nửa tháng một tháng gì đó Nghĩa là chậm một tháng nửa tháng ấy. Anh chị vui lòng viết cho tôi lá đơn Chính cái lá đơn nó sẽ cứu anh chị đó Bởi vì sao lá đơn nó thể hiện thái độ trả nợ này Cho người ta được một cái mốc trả nợ là 3 tháng hoặc 6 tháng sau đấy sẽ đi trả này Sau thời gian đấy không thấy trả người ta mới xử lý này nữa Nếu mà anh chị nhờ tôi làm đơn Tôi nói thẳng luôn nhờ tôi làm đơn tôi sẽ đứng ở phía sau Bố con thằng nào dám đụng mà anh chị Nói cho nhanh như thế Chào anh chị ngắn gọn xúc tích nhá